Rồi tao ghiền mày quá là cơ. Cái gì vậy sao tự nhiên? Là... cái gì mà chia sẻ tình cảm riêng vậy? Còn hai đứa này cô có ghiền không? Vô luôn đi. Chứ... bây giờ quy với lại luật ai ngon hơn? Trời đất ơi, đứa mày nào đẹp hơn? Đứa nào đẹp trai hết rồi. Cái gì? Đứa nào đẹp hết. Nói cái gì? Kia. Bắt chanh cũng vậy nữa. Chanh tươi mới hái ăn thơm ngon tới giọt cuối cùng. Tự nhiên mày rao chanh bánh tre nước chảy re re chanh cái bè ao. Trời ơi bảo có phòng ba chỉ một mình ta mà chống đỡ tới hai người. Chị xin chào em Nhã Trường Giang. Nhã Trường Giang. Hơ Ri Thành ơi, chị cũng chào em. Cái trà cho giống cầu xin chào gì? Tiến Lực. Dạ. Cùng tất cả trong phim Trường Sao Hồng vỗ tay đại khuyên kích tinh thần. Bây giờ mới bắt đầu thi, bấm chuông đi. Bấm chuông kìa. Chị có 60 giây vô chị. Ôi trời. Chuẩn bị. Bấm chuông rồi. Rồi, chị chuẩn bị xong đi, bấm lại. Chị chuẩn bị xong đi đã. Bấm. Em bấm nãy giờ mười mấy giây rồi. Ủa chị đó. Ơi. Trời ơi, thằng ơi. Lại cái đi. Chuẩn bị lại. Chị, khoan, chị bình tĩnh. Chị đứng ở đó đi. Làm lại chứ chị không có thời gian nhiều. Không có thời gian nhiều. Xong chưa Lực? Chưa. Rồi. Chưa xong. Chị hỏi chị xong chưa mới đúng á. Rồi. Chị xong chưa? Rồi. Rồi, 60 giây của chị bắt đầu. Thành, sao đám giỗ hôm nay em không về? Mày biết đám giỗ má năm nào mày cũng về. Dạ. Bữa nay mày dặn 50 lít bia, ký bia, kết bia mà mày không về. Mày để Harry Won nó về. Nó quất cho tao một thùng rượu. Dạ. Nè, mày thấy không? Xin lỗi mày chị. Mày về mày trả tiền rượu đi. Rồi mày buồn tao gì? Không có buồn gì nữa. Tao nói mày nghe, ở quê tắm xong thì nó bình thường vậy. Đúng. Mày leo tuốt cây mày u mày nhảy xuống cho nó lách cái quần cái mày giận tao năm nay mày không về à. Bây giờ vậy nè. Mày uống miếng cho tao đi thì mày hết giận tao. Còn mày không uống là mày giận tao thiệt á. Nè, đi thăm cái mày xuống mà úp chào mày quất 10 lít rượu. Động trời không? Đó. Mỗi lần á mày dặn bia là được rồi. Bữa nay mày đem rượu chứ nhà. Quá thông minh. Gài có duyên quá. Cô trở lại chỗ cũ đi cô. Cô gài có duyên quá. Chúc mừng cô vừa có 2 triệu. Quá mày đừng có chữ Harry Ron nó khùng nữa nha. Mày thương nó có biết đâu. Nó về nó mét tao nó chị coi. À mình hết thi rồi. Ông cứ chữ cũng khùng hoài. Để dành lát thi nữa. Cô vừa có 2 triệu. Cô có muốn thi nữa không? Cái đó là thi rượu, nữa. Cái đó là rượu thiệt đó mấy bạn. Hồi nãy tôi ngu tôi quất vô là chết tôi rồi. Rượu thiệt đó. Nhưng mà cô gài có duyên lắm hiểu không? Tại vì cái thế cô đưa cho nó là bây giờ mày là không giận tao thì mày quất với tao ly này. Đúng không? Tại vì đúng tâm lý là cái người đó là phải uống để không giận cô. Rồi. Mừng quá Lực. Thôi. Thôi bấm đi. Làm luôn. Bấm luôn nha. Rồi. Dạ rồi. 60 giây bắt đầu. Chuẩn bị xong chưa? Micro đầu máy đồ đâu rồi? Dàn ekip đâu mất tiêu rồi. Rồi chuẩn bị rồi phải không? Alo. Kính thưa đồng bào, sau lưng là đồng ruộng và trong túi tôi đồng tiền. Hôm nay nó cũng như ngày hôm qua, mặt dầu cũng như mặt mỡ, dù răng cũng như dù sọc mà dù nào cũng giải hợp tác xã bán ra. Hôm nay bà con đến đây hợp tác xã của mình để nhận giống lãnh thưởng. Giống của mình năm nay rất là tốt.
nếp hôm mình hôm nay rất là ngon. Tôi có nấu thử đêm hôm rồi, nó dẻo đến nỗi mà nó dính trên vách luôn. Chó thấy vậy bay lên dính chó trên luôn. Bạn đã chiến thắng vang dội, thắng cuộc trận rồi đây. Bạn đã thắng rồi. Chúc mừng cô vừa có 10 triệu đồng. Ở đâu ra cái loại nếp mà dục lên tường dính tường? Rồi con chó thích ăn phóng vào dính con chó. Con gà quên đi, quên con gà mổ dính gà trển rớt không được, nếp nó dẻo quá. Con chó vui hơn. Rồi con chó nó mới bay lên tát gà dính chó trển luôn. Quên. Duyên, không cái đó duyên. Cái đó vui hơn cái này. Cái đó vui là Trường Giang cười liền luôn á. Giống như là cô nói là đi rồi nhất định năm nay lấy lợi những gì đã mất, hay là đã mất lợi những gì đã có. Ừ, tao ghiền mày quá là cơ. Cái gì vậy sao tự nhiên? Cái gì mà chia sẻ tình cảm riêng vậy? Còn hai đứa này cô có ghiền không? Tao coi nó với con Trang, như Trang quên rồi, tao ghiền quá rồi. Trang quên rồi hả? Ghiền luôn thôi. Hai đứa nó cứ nói Trang biết rồi, nó tụi cưng ghê luôn, bữa nay tao gặp. 60 giây bắt đầu, con mà cười được cho cô có tiền là con cười nãy giờ 80-90 lần rồi đó. Dạ rồi, mời cô. Tay ông bỗng nhiên bưng ly rượu rưng rưng tan vỡ trên bàn. Vừa xúc động nỗi niềm điên mà ông vượt... Alo, gì vậy? Quá tự nhiên. Rất là tự nhiên. Chịu. 20 triệu. Chân thật. Quá là tự nhiên. Chịu, đúng không Thuật? Quá chân tự nhiên. Chân thật, dễ thương. Thế quá ta chịu ta nổi. Ta ca giống Trang không? Đang tập cái bài Ngô Kiến Huy, cái tự nhiên cái xuống cái nghe tiếng Lực rồi ráp vô luôn. Ở vô cũng, luôn à? Mà cũng vô luôn đấy chứ. Khoan, bây giờ Huy với là Lực ai ngon hơn? Trời đất ơi, đứa nào đẹp trai hết rồi. Cái gì? Đứa nào đẹp hết. Nói cái gì kia? Đứa nào cũng đẹp. Thì tiếp. Chị Tư, tôi là người của công chúng nè. Công chúng muốn thi tiếp là chị Tư tôi thi tiếp. À, lên bấm đi. Dễ thương. Nè, ráng làm cái gì vui cũng được đó thiệt. Quá duyên rồi, đang cảm tình quá trời rồi đó. Quá cảm tình. Nè. Rồi. Dễ thương quá. Xong chưa chị Tư ơi? Giờ mình là người một nhà rồi nghe chị. Chị đừng ngại gì hết. 60 giây của chị Tư tôi bắt đầu. Alo. Ừ. Thì mẹ vẫn nói y như nãy thì con cứ gắng học đi. Người ta đọc chữ đàng hoàng. Nè, ừ thì con buôn bán, biết rằng con buôn bán. Nhưng mà con đọc kỹ lại đi, người ta phải nói. Đi thi cũng vậy, cũng phải cho tròn, dành rõ chữ. Ừ, cá chép. Ừ, để bảng giá đàng hoàng bao nhiêu ký? Cá bóp. Cá chim. Ừ, mày để vậy là người ta đọc có chữ, người ta bỏ cái chữ cá là nó trật lắm. Ừ, cá hồi. Cá đuối đâu, con ráp lại coi. Chép, bóp, à quên, cá lộn, cá chép, cá bóp, cá chim, cá hồi, cá đuối. Mày đọc cái kỳ cổ quá. Đọc đàng hoàng. Ờ, cá là cá, đọc là đàng hoàng. Còn bán chanh cũng vậy nữa. Chanh tươi mới hái, ăn thơm ngon tới giọt cuối cùng. Tự nhiên mày rao chanh Bến Tre, nước chảy re re, chanh cái bè ba bóp. Bốn mươi triệu cho chị Tư thôi. Run quá Hành ơi. Cái gì đâu mà run trời. Thôi chưa, tôi nói là thắng mừng. Đây ra đây, cái gì đâu mà run trời. Chưa đâu mà dễ thương quá. Mà đúng luôn á nha. Dễ thương quá trời, dễ thương. Xuất sắc. Bây giờ đã có 40 triệu nè, nữa không? 100 triệu. Một năm bán chè đó chị Tư ơi. Chị nghĩ chị Tư. Bây giờ là... Sao bây giờ bán thôi.
thôi. 5 triệu. Nói nó thôi. Bây giờ là đã có 40 rồi, chơi nó. Biết hình, biết phận. Đừng, đừng, đừng. Người xấu không bao giờ mà lấy chồng đẹp trai. Biết thân biết phận. Không, 100 triệu đâu dính tới xấu đẹp đâu. Ừ, thì biết rồi. Thì bảo toàn số điểm không bị chia đôi. Ý là cô nói là... Tiếp. 60 giây bắt đầu. Con ơi, mẹ nói cho con nghe, điện thoại hoài nó tốn tiền lắm. Bây giờ á, con lo làm ăn đi, mình kiếm ít tiền á thì mình dùng sức. Còn mình kiếm nhiều tiền như cậu mày á thì dùng cái số, ta nhờ cái số người ta mới vào. Còn buôn bán con nói chuyện cho nó đàng hoàng. Nói chuyện phải lễ phép, cũng như bây giờ á, con bán thịt bò, con mời người ta chị mua thịt bò chị. Người ta mới vậy đi ngang biểu, bò chị con ế quá rồi con khùng. Bò chị, bán thịt bò người ta đi ngang, bò chị. Còn sầu riêng á, thôi, tới sầu riêng người ta ngon người chết à. Chị, em khui ra cho chị ngửi nó thơm lắm. Chị em banh ra cho chị hửi, cái sầu riêng nó thơm lắm. Lực ơi, 100 triệu cho chị Tư bán chè. Bây giờ em nói thật là chị là có một cái ưu điểm á, là cái tự nhiên á, thấy thương mà thật sự á, những cái câu đó nó không có dịp nếu một người đó đọc nó không có gì mắc cười chưa. Nhưng mà do cái tự nhiên ở trong hài nó có hai cái, một là tự nhiên, thiệt là tự nhiên, hai là kỹ thuật, thiệt là kỹ thuật. Mà chị là quá tự nhiên chứ còn những cái câu đó so với một người bình thường khác thì nói không gì cười hết trơn. Tại vì bản thân là chị đã có duyên rồi. Và cái thứ hai là cái sự chân thật của chị, cái chân thật đó làm cho mọi người đều tin. Và quan trọng là cái sự chân thật đó người ta không có đề phòng. Chị nói cảm gì ra người ta ngồi ta đón nhận nó thôi chứ tao không đề phòng gì. Bây giờ chị đang có trong tay 100 triệu, chơi nữa không? Chơi đại đi. Nữa đi. Chơi tiếp vòng 6 đi chị Tư, vòng 6 là không có tiền. Đó, thua thì mất tiền mà chơi thắng thì không 6, có tiền. Thắng tặng Tiến Luật, chịu không? Chị thắng vòng 6 em về nhà chị ở 1 năm luôn. Cưng quá cưng luôn thiệt á. Thôi chị về được rồi. Bỏ ông nhà tội nghiệp lắm. Chị, kỳ này chị về Củ Chi sẽ đình đám. Đình đám. Bà chè 100 triệu, bà chè 100 triệu. Bà, người ta bu, người ta ăn chè bà thôi. Không ăn chè Củ Chi nữa. Ăn xong người ta nói có 100 triệu rồi, trả tiền chi nữa. Nói chuyện thấy ghét rồi. Ghét rồi.